shop ạc Liên Quân 98.com, shop ạc uy tín giá rẻ, an toàn tự động. Ok, cảm ơn 167 bạn đã comment vào video của mình ngày hôm qua. Đây là những bạn comment top đầu, cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thảo Gà đây. Hôm nay hai đứa mình sẽ làm một clip. Anh em biết clip gì không? Đi. Ok, cho bị điên rồi anh em ơi. Tôi chưa kịp nói hết câu nữa mà nó kéo vô mua kem rồi. Thôi lỡ rồi, mua cho nó ăn luôn. Thật ra là không phải clip ăn kem anh em ơi. Mà clip này tụi tôi định là sẽ làm nửa ký phô mai còn lại anh em. Bữa trước mua 1 ký á, mới làm nửa ký á. Còn nửa ký còn lại hay là tôi sẽ làm với gà rán. Mấy gà rán? Gà gì? Gà nướng. Gà nướng anh em. Tụi tôi sẽ đi vô KFC, Lotte hay là Texas gì đó để mua miếng gà nướng gì à? Ăn chung với nửa ký phô mai còn lại. Nói chung là bữa trước làm clip kia là hơi bị fail anh em ơi. Cái màu nó không được đẹp. Hôm nay tụi tôi nhất định sẽ làm thành công. Và đây cũng là yêu cầu của một số anh em là comment nên là tôi sẽ cố gắng thực hiện nó cho thật tốt. Rồi đi mua gà rán thôi. Hai đứa mình đã đến được Lotte Real này anh em. Bây giờ hai đứa mình sẽ vô còn tôi có cái gà nướng không nha. Rồi đi thôi. Đi phần này. Ok mình giới thiệu để order này anh em. Mà phải chờ 20 phút lận anh em ơi, cái gà này hết rồi. Mấy đứa nhỏ kia nó ăn sinh nhật hay sao nó cháy hàng lẹ quá. Giờ phải chờ 20 phút nữa mới được đem về nhà anh em ơi. Rồi, về nhà mình sẽ chơi biếu cái phô mai nha anh em. Có hàng rồi nè anh em, đi về thôi. Đi. Ê vậy? Lần này mày chắc ăn hết không vậy? Chắc. Tao về nhà tao làm nửa ký phô mai được á con, mày bỏ nữa đi. Ủa, mày không ăn phụ, ăn có miếng à. Rồi, về nhà nha anh em. Sao được ăn phô mai rồi anh em ơi. Đây, hai đứa tôi đã về tới nhà rồi anh em ơi. Đây là nửa ký phô mai. Nửa ký phô mai anh em. Còn lại hôm trước ấy là giờ hai đứa tôi sẽ đổ ra đây nha anh em. Đổ cho anh em xem. Nhiều vãi luôn. Đấy. Còn sóc mấy cậu. Lấy là đủ nửa ký anh em. Làm gì vậy? Không ai mượn. Từ từ. Đây anh em. Anh em thấy không? Nửa kg phô mai. Chút còn tôi sẽ bỏ lên cái chảo này. Đây là khoai tây lắc phô mai. Khoai tây của Lotte Real. Đây là phần gà. Gà gì đây? Gà cà ri nè anh em. Đây là gà cà ri anh em. Thơm phức luôn anh em. Hai miếng gà. Hai cái này là tôi mua là như ta 85.000 đúng không? Ừ. 85.000 là gồm ly nước, khoai tây với lại combo gà này luôn anh em. Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu vô chơi biếng nha anh em. Đấy, đỡ hai miếng gà lên giữa phô mai em để chụp hình cái làm anh thông bài. Đấy. Giờ tôi sẽ bắt đầu vô công đoạn chế biến. Đây nè anh em, bây giờ phô mai nó bắt đầu nhão ra nè. Đang chảy ra chứ. Đấy, Châu đừng có phát nữa nha Châu. Hôm nay mày làm mà không giống như công thức trên mạng nữa là tao giết mày luôn á. Giống công thức trên mạng mày nhớ ăn hết nha. Thôi mày ăn hết cho tao ăn hết được. Đâu ra. Gà phô mai chưa anh em nhìn thấy có thích không?
Trời. Cho. Rồi, ăn đi. Chưa quấn phô mai cái. Chần chực. Gì nữa? Tôi ngồi đây tôi nhô như nước miếng luôn anh em ơi. Ngon quá à, nghe cái mùi béo béo nữa. Chấm đợi lên bàn đi. Mời anh em nha. Để không, để không, để không. Chờ. Làm thêm miếng nữa. Anh ăn không? Ăn phô mai trước đi, anh ăn sau, ăn trước đi. Rồi ăn đi. Để không? Đây này anh em. Bây giờ tôi ăn nha anh em. Chà. Anh em thấy không? Chà. Chấm miếng tương ớt. Đây, chấm miếng tương ớt. Bỏ lên bàn chấm luôn đi. Giờ tôi sẽ ăn cái miếng này nha anh em. Cái này anh em. Chà. Mời anh em nha. Quấn này không nói lòng thòng dính áo. Anh phải quấn gì nè. Đây mới đúng là kiểu phô mai này anh em. Là bữa trước còn tôi bút tuyên nó không ngon mình làm cái bánh anh như gà anh em ơi. Anh như gà nó phơi hơn. Hai đứa mình có thể ăn hết được ở trong. Cái ghe này bây giờ nó dở lái lắm em ơi. Bao nhiêu cái đũa tắt ra cái là lái được rồi. Chấm dưới miếng tương ớt nha. Chấm miếng tương ớt này. Thôi mời anh em nha. Tay tay. Thôi anh ăn cái phô mai trước đi. Cái phô mai này anh em, khi mà chế biến kiểu này á, anh nó đẻ cho anh em không ngán chút nào luôn á. Anh nó béo béo, cái mùi nó thì tôi hơi không hợp thiệt nhưng mà ăn tôi ăn được. Đó anh em thấy tôi quán không? Hơi bị nhiều luôn á. Nhiều mà nhiều. Ngon quá. Gà kèm phô mai là mới ngon. Ôi, nhiều cái gà này nhiều bự quá. Đứt luôn, không đứt luôn. Ôi, đứt rồi. Tôi dĩ với mày thôi chứ bộ. Rồi đây tính gấp rồi, hay người ta gấp người ấy. Kìa ra. Trời anh em. À. Cái cơ lý của anh em làm gà latte á cộng với phô mai á, mập tràng á, nguyên một chảo phô mai luôn, anh em thấy rồi đúng không? Nó làm nhìn rất là hấp dẫn luôn, ăn cũng rất là ngon luôn anh em ơi. Ăn nó béo béo phô mai á, nó thơm thơm mà ngọt rẻ lắm luôn. Gà á là nó cũng gà nó cũng ngon nữa, anh em nên chọn loại gà như tôi này. Là gà gì ta? Gà cà ri á anh em. Mà mình chưa có đổ cà ri. À, chưa đổ cà ri vô nhưng mà ăn cũng rất là ngon, chấm với tương ớt nữa là hết sảy luôn. Rồi. Chắc tôi sẽ dùng video clip ở đây và xử lý hết cái chỗ này, tôi nghĩ là tôi sẽ xử lý được bởi vì này rất là ngon, ngon hơn clip trước. Nói chung là anh em nên làm thử và ăn thử. Phô mai ít cũng được. Nếu mà thích ăn béo như anh Châu á thì hãy ăn nhiều phô mai để được cái hình dáng đô con như vậy. Rồi. Nói chung là
Rất cảm ơn em đã xem video clip này. Nếu thấy video clip này hay và thú vị cũng như là hấp dẫn, kích thích thì hãy ấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ cho tôi, để tôi có động lực làm những video clip khác hay hơn cho anh em xem và đầu tư nhiều hơn nữa. Bye bye anh em. Bye bye anh em.